Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó, thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí. Của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Nên là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không? Trên sân khấu này. Dạ vâng. Ok. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Rồi. Nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái là chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà hết tiếc rằng cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi, và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Oh.
Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoan khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Ấm ỉ, ấm ỉ. Nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người luôn đấy. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa. Thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó, là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn. Bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn này, bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mấy đi cùng là như thế nào. Mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng ngoằng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân, đúng rồi, trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố, và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm, và em muốn cho anh ấy một cơ hội, và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó, em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đông này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi là quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi, mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái nói như mà... thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không?
Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy, chất đống lên, chất đống lên. Cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không chỗ ngồi luôn hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lựa lật lật lên. Lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn. Ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ. Xong rồi 4 rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không, thì cái này là chị theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ, tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó. Kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mà hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ. Vợ ơi, anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không. Thế xong bắt đầu là anh xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Và em cũng để cho anh ấy khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que, anh ấy vụt vào chân anh ấy. Nó tím xỉu luôn. Thế này, chứ anh đánh một người anh cho em thấy nè. Thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá vậy. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vãnh đi. Chị ơi, ví dụ nhá. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách cứ phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn, phát là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, nó sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao, mẹ có muốn Toàn thay đổi gì không?
Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ, rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình. Và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau, vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là: mẹ ơi, ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người. Vui ha, nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi, tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi, em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ Thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là đó, Toàn là biết nhảy rồi. Toàn biết đàn á. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé, là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn không? Thế cho em xin phép tặng okay. Một chương trình một bài ạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, cảm ơn các em nhiều lắm. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con gặp về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhắn tin á là con của ba Hoa, anh Hoa là ấy, bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta book mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Hãy chủ nhiệm biết. Xong rồi hãy chủ nhiệm. Mẹ anh Hoa. Dạ, mời phụ huynh lên. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng, đến với chương trình Vợ Chồng Show kỳ này, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyền, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo
rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con quấn con đi học. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường về con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer, rồi bảo là trang phục, rồi lo những cái buổi tập của con, luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015, nhưng mà chắc là sau lưng đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là So You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công, thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Con Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con, và sau đó xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường là con. Chỉ con biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa, hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ, là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị thôi. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác, bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Thì trong cái quá trình tập luyện dân và tôi, con cùng tiến với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đây là chắc là bài học đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân rồi đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì con lúc con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á, là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích với số tuốt ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đứa học sinh quậy làm được là mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không, mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ, thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau kỳ giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Thì con có nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi, qua giúp anh chăm con cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi, rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó, từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc 12. Dạ. Cái lúc mà con mới với anh Quyền á, là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm anh Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm, và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh quen anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại, là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải, cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều, vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á.
Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tụi mẹ. Vậy là mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi đi về con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mà về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một em nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen Mèo á, và chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho Mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Rồi xong rồi bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trồng cục cái tác phẩm của mình liền. Hay quá chị Một ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ? Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Gieo kỳ đó trong đầu con nhiều, thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dưng dạ luôn, của bên bằng một đúng một chung một bằng vũ điệu luôn. Con nhảy luôn, con mà hai con khổng long chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một cái clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp, nói, ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Mấy đám nó kiểu mọi người ơi, hôm nay Mèo làm tóc này, xong bắt đầu là ủa gì vậy, có ai tiết lộ gì đâu. Mà có cùng có một cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và Mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm lên, bắt đầu giãn cơ rồi chuyện qua giãn cơ. Không ai biết cái, xong bài và nhỏ đi xuống cả lúc đông nguyên đám nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Rồi bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt Mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt, nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn. Kiểu bị lo lắng hồi hộp rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Chứ anh Quyền không nói được luôn, anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của Mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đó còn nghĩa là mỗi lần mà Mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cả nhà là đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiều cứng mà, đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần Mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà Mèo mới tức một cái là mắt mới nhìn mồm liệt qua cả là ý cha con Mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa mèo hét làm sao Mèo? Con Candy nhà em á, y chang đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì Mèo cũng ngủ dậy muốn ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương Mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều, thì con cũng quen với cái việc là
phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng tự rửa chén bát và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. À, nhưng không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đâu bây có giờ thể là... biết nấu chưa? Dạ, biết sơ sơ. Sơ được mấy món rồi con? Cắt món luộc đó. Không? Dạ, con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Dạ. Shop vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. À, mua cho con nhiều bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư theo chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không có mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần vô tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen Mèo là Mèo mua đồ tùm lum mà mua lại chủ yếu là cho con này. Ờ, vậy là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, sao là tật tốt. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Khi Mèo đang làm tốt điều đó, con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ để Mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Con... Rồi giờ tới Mèo nữa con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè, đúng không? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là... Anh Quyền gọn luôn, Quyền ở nhà anh Quyền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm, tại vì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn, cũng cho con ngủ vậy. Thì Mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Mất năng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á, là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay là cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ.